Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là phần tin dự báo mưa dông diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa các bạn, trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ hôm nay có nơi trên 20 mm, như là Cư Né, Đắk Lắk 23,8 mm, Bến Gia, Trà Vinh 39,4 mm, Long Phú 2, Sóc Trăng là 34 mm, Lấp Vò, Đồng Tháp 32,2 mm, Châu Đốc, An Giang 24,4 mm và Bà Rịa, Vũng Tàu là 26 mm. Dự báo từ chiều tối hôm nay cho đến ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ khoảng 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa rông thể tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Sau đây sẽ là tin cập nhật mới nhất về siêu bão Mawa và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam. Thưa quý vị, bão Mawa vẫn tiếp tục di chuyển chậm nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục ngàn người ở Philippines. Còn ở Việt Nam, bão Mawa đã gây ảnh hưởng lớn đến thời tiết trên biển, gây mưa lớn, sóng lớn và biển động mạnh. Còn ở trên đất liền, siêu bão Mawa đã khiến gió mùa Tây Nam hoạt động rất mạnh và gây mưa lớn diện rộng ở Nam Bộ. Và lúc 16 giờ hôm nay, vị trí trung tâm của siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 125 độ kinh Đông, cách Đài Loan, Trung Quốc khoảng 380 km về phía đông. Mặc dù bão không đổ bộ vào Philippines nhưng đã ảnh hưởng lớn đến phía Bắc Luzon. Do cường độ mạnh, bão đã gây mưa lớn ở nhiều khu vực trong vòng 24 giờ. Bão Mawa được dự báo là sẽ tiếp tục di chuyển chậm về phía Bắc trong hôm nay, sau đó sẽ tăng tốc di chuyển hướng Bắc Đông Bắc vào ngày mai và theo hướng Đông Bắc hoặc là Đông Đông Bắc vào ngày kia. Khi ra khỏi Philippines, bão có thể đi qua rất gần hoặc là đổ bộ vào khu vực lân cận quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, nhiều khả năng là đảo Okinawa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc chiều hôm qua, bão Mawa vẫn đang di chuyển chậm về phía Bắc. Ở trên vùng biển phía nam Okinawa, áp suất tâm bão là 965 HPA, sức gió gần tâm bão lên tới 126 km trên giờ, gió giật lên tới 180 km trên giờ. Ở trong bán kính 165 km tính từ tâm của bão, gió đang thổi với tốc độ ít nhất là 90 km trên giờ. Quần đảo Sakishima của Okinawa đã nằm trong vùng bão với sức gió hơn 54 km trên giờ. Khi cơn bão đến gần hơn, gió mạnh sẽ dần lên, tốc độ tối đa sẽ lên tới khoảng 87 km/h. Ở tại sân bay Panushima Ishigaki vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay và 8 km/h ở trên đảo Hateruma vào lúc hơn 10 giờ sáng. Dự báo từ nay đến thứ Bảy, bão Mawa có thể tiến rất gần đến quần đảo Sakishima và khu vực đảo chính Okinawa. Dự báo có thể có gió giật lên tới khoảng 126 km/h vào hôm nay ở quần đảo Sakishima, 144-162 km/h vào ngày mai ở trên quần đảo Sakishima và đảo chính của Okinawa. Sóng biển có thể cao tới 9 m ở quần đảo Sakishima và khu vực Okinawa vào ngày mai và khu vực Amami của tỉnh Kagoshima vào thứ Sáu. Do cơn bão di chuyển với tốc độ tương đối chậm cho nên dự kiến ảnh hưởng của bão sẽ kéo dài. Mới đây, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã có trao đổi xung quanh những điểm đáng lưu ý nhất trong năm El Nino. Theo đó, những năm này thường gắn với năm thời tiết xấu, bão ít hơn trung bình nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão dị thường và khó dự đoán. Cụ thể, theo những thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ các mô hình dự báo bão, đến khoảng ngày Chủ nhật này, ở trên khu vực phía đông của vùng biển giữa Biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 6. Theo dự báo xa, áp thấp nhiệt đới này có thể sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng ngày mùng 7 tháng 6. Nếu diễn biến đúng với dự báo thì đây là cơn bão số 1 trên Biển Đông. Như vậy, để tránh bị động đất, cả bà con nhân dân, đặc biệt là các ngư dân cần chú ý theo dõi những thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để sớm lên được các phương án đề phòng cho mình.
Tiếp theo sẽ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Thưa các bạn, hiện tại ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Và vùng biển từ phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam sẽ mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m, biển động. Ngoài ra, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và mưa rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo trong đêm ngày mai và ngày kia, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng biển khoảng từ 2 cho đến 3,5m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều sẽ có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Quý vị bà con cần chú ý. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Hiện tại ngày hôm nay, ở tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Quảng Ngãi đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất có khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ như là ở Mường La, Sơn La là 41,1 độ, Phú Ràng, Lào Cai 38,4 độ, Bắc Mê, Hà Giang là 41,2 độ, Chợ Rạ, Bắc Cạn 39 độ, Bảo Lạc, Cao Bằng là 40,2 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 39 độ, Tương Dương, Nghệ An là 38,1 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ ngày hôm nay phổ biến từ 42 đến 65%. Dự báo trong ngày mai và ngày kia ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ khoảng 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở vào khoảng 40 đến 60%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở vào khoảng 50 đến 65%. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ khoảng ngày Chủ nhật sẽ có xu hướng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy, nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do những nhu cầu sử dụng điện tăng cao và sẽ có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do bị sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý là nhiệt độ dự báo cho các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ có thể chênh lệch từ khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện bề mặt như là bê tông hoặc là đường nhựa. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Bắc từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!